Chào chị Tuyết Ngân ạ. Diễn biến mưa ở miền Tây hôm nay có gì mới không chị? Dạ vâng, diễn biến mưa sẽ vẫn xảy ra về chiều thôi, nhưng mà cường độ dông mạnh, dễ đi kèm với sấm sét dữ dội. Những nơi có khả năng cao xảy ra dông sét vào chiều nay chính là những nơi có màu xanh dương đậm trên bản đồ dự báo mưa này. Cụ thể đó chính là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng hay là Cà Mau. Đây cũng là khu vực có thể xảy ra mưa to, lượng mưa dự báo có điểm lên đến 50 mm. Để phòng tránh sét đánh, khi thấy cơn dông kéo đến thì quý vị hãy nhanh chóng trở về nhà hoặc là tìm nơi tránh trú. Nếu như không kịp thì cũng tuyệt đối không được trú dưới những gốc cây. Hãy tránh xa các vật dụng làm bằng kim loại, trạm biến áp, cột điện hay là đường dây điện. Tuyệt đối cũng sẽ không tụ tập thành nhóm đứng gần nhau mà hãy giữ khoảng cách tối thiểu là 5 mét. Cần Thơ thì cũng nằm trong vùng có mưa vừa, mưa to vào chiều nay. Mưa sẽ xuất hiện sau khoảng thời gian 1 giờ chiều. Còn khoảng thời gian trước đó thì trời vẫn tạnh ráo, có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất không quá 31 độ. Các nơi khác của miền Tây Nam Bộ cũng sẽ có nắng đan xen vào trưa nay. Nhiệt độ tại các thành phố dao động trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Còn tại miền Đông Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh cũng không quá 32 độ. Về thời tiết ở trên biển thì vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu tới Cà Mau, Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, Thổ Chu hay Côn Đảo thì cũng liên tục cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật. Tầm nhìn xa sẽ bị hạn chế giảm xuống dưới 10 km.